Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của bọn mình. Chủ đề của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu VBS là gì, tại sao chúng ta lại cần phải sử dụng VBS và cách để mà chúng ta có thể là quản lý được nhiều VBS một cách là hiệu quả. Thì xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng theo dõi hết nội dung của video ngày hôm nay nhé. Và trước khi bắt đầu nội dung của video ngày hôm nay thì như thường lệ, nếu như các bạn chúng ta thấy video này hay và mà nhiều thông tin hữu ích thì hãy like và subscribe kênh YouTube này của bọn mình các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, ở trong phần đầu video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm của VBS là gì các bạn ha. Mình thấy rằng là đa phần các bạn mới tham gia vào trong lĩnh vực MMO thì là chúng ta thường có những thắc mắc về khái niệm của VBS. Chúng ta không biết nó là gì và cũng như là không biết cách sử dụng nó ra sao và cái tác dụng của nó là gì ha. Thì VBS nó là từ viết tắt của cụm từ là Virtual Private Server. Thì dịch ra nó sẽ là máy chủ ảo cá nhân. Nó là gì thì nếu như các bạn chúng ta đã từng sử dụng các cái phần mềm như là UltraView này hay là TeamViewer thì khi đó là lúc mà chúng ta đang thao tác điều khiển một cái màn hình của máy tính khác ở ngay trực tiếp ở trên máy tính của mình, đúng nào? Thì VBS cũng vậy thôi, nó cũng là một cái máy tính nhưng mà nó là máy tính ảo được đặt ở trên một cái máy chủ vật lý phục vụ cho rất là nhiều cái nhu cầu khác nhau. Có thể là người ta dùng VBS để mà người ta quản lý một cái website lớn nè, rồi là có thể là sử dụng VBS để mà cày view, rồi là tăng lượt xem, lượt subscribe cho kênh YouTube ha, kiếm tiền YouTube nè, rồi có thể là sử dụng VBS để mà có thể là nuôi các cái tài khoản phục vụ cho việc là chạy OS. Hay là một cái ví dụ thực tế hơn thì các bạn có thể thấy rằng là một số cái website ở các công ty nước ngoài, chẳng hạn như là nước Mỹ hay Singapore, thì họ sẽ cấm những cái người dùng có IP tại Việt Nam chẳng hạn. Thì khi đó chúng ta muốn sử dụng thao tác ở trên cái website của họ, bắt buộc là chúng ta phải thuê hoặc là tạo ra một cái VBS mà nó có cái địa chỉ IP của nước ngoài, của nước Mỹ hoặc là của Singapore, của những cái nước mà nó không có cấm, để mà chúng ta có thể là đăng nhập và cũng như là sử dụng các cái sản phẩm ở trên nền tảng của website đó. Đó là những cái lý do cơ bản mà chúng ta cần phải có VBS, và tất nhiên là sẽ còn rất là nhiều cái lý do khác nữa, nhiều cái tác dụng khác nữa của VBS các bạn ha. Chẳng hạn như là máy tính của mình ở đây thì các bạn chúng ta có thể là theo dõi được cấu hình của máy tính bằng cách là chọn tổ hợp phím là Windows R và chúng ta search cho mình cái nhập cho mình cái cụm từ là DIG ha và chọn OK thì chúng ta có thể là theo dõi được một số cái thông tin ở trong máy tính. Một số cái thông tin cơ bản mà chúng ta cần phải để ý, thứ nhất là về cái CPU của chúng ta là gì, thứ hai là RAM của chúng ta như thế nào, rồi là một thông số nữa đó chính là về cái dung lượng máy tính của chúng ta ra sao. Thì cái VBS nó cũng sẽ tương tự như vậy, VBS nó cũng sẽ có những cái cấu hình tương tự như là máy tính vật lý của chúng ta. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái cấu hình thấp hơn và một số thì nó cũng sẽ không có được cái card màn hình. Ví dụ như đây là cái card màn hình của máy tính của mình ha, trong cái phần display thì VBS một số thì nó sẽ không có. Còn những bạn nào mà chúng ta muốn sử dụng VBS có card màn hình thì chúng ta sẽ bỏ một số tiền lớn hơn để mà chúng ta có thể là thuê được những cái VBS phục vụ cho nhu cầu của chúng ta các bạn nhé. Rồi, và dĩ nhiên thì đối với các máy chủ ảo thì mỗi VBS đều sẽ sở hữu những cái thông số RAM riêng biệt và bạn có thể là sử dụng toàn bộ những cái tài nguyên ở trên máy tính. Ở trong thực tế thì thay vì là việc mà chúng ta phải mua 2 đến là 3 cái máy tính khác nhau để mà chúng ta có những cái thông số RAM, CPU hay là cái dung lượng khác nhau để mà có thể là phục vụ cho công việc, thì thay vì đó các bạn chúng ta hoàn toàn là có thể thuê những cái VBS này với cái giá thành thấp hơn rất rất là nhiều và cũng như là thao tác ở trên các cái máy tính ảo này ngay trực tiếp ở trên máy tính vật lý của chúng ta các bạn ha. Vậy thì khi mà chúng ta thuê hoặc là chúng ta mua VBS thì chúng ta cần phải lưu ý những thông số gì? Hiện nay thì ở trên thị trường đang có rất là nhiều nhà cung cấp dịch vụ máy chủ ảo VBS và chúng ta cần phải biết một số cái thông số cơ bản để mà có thể là chọn mua được hoặc là thuê được những cái dịch vụ tốt nhất với cái giá cả phù hợp nhất các bạn nhé. Thì cái thông số đầu tiên đó chính là về RAM. Ở trong máy tính thì RAM là một cái loại bộ nhớ chính. Nếu như máy chủ VBS của bạn có càng nhiều RAM thì khả năng truy xuất dữ liệu sẽ càng tốt. Như các bạn thấy thì với cái máy tính vật lý của mình hiện tại ha, là máy laptop, thì cái RAM của mình đang có dung lượng là 8192 MB, tức là khoảng là 8 GB.
Thì RAM là một cái thông số mà hầu như là máy chủ ảo VPS nào cũng sẽ phải có, và nó sẽ cho phép các bạn chọn mức RAM từ 512 MB đến là 16 GB. Nếu như các bạn thấy là VPS nào nhiều hơn 16 GB thì đó chính là Cloud VPS các bạn ha. Ví dụ như là nếu mà chúng ta muốn sử dụng WordPress một cách là thoải mái thì chúng ta sẽ cần RAM là 1 GB. Còn nếu như bạn là người đã thành thạo VPS rồi thì bạn chỉ cần là 512 MB thì đã có thể là chạy tốt với cái dung lượng khoảng là 5.000 lượt truy cập trên một ngày và 100 user online cùng một lúc ha các bạn nhé. Thông số thứ hai đó chính là IP. IP là viết tắt của Internet Protocol, là số lượng địa chỉ IP mà nhà cung cấp dịch vụ VPS sẽ cấp cho bạn. Mỗi cái máy chủ ảo VPS thì nó sẽ có một cái địa chỉ IP nhất định, và chúng ta có thể check địa chỉ IP của chúng ta ở trên trang Whoa các bạn nhé. Chẳng hạn như đây là máy tính laptop của mình ha, thì mình có thể lên trang whoa.net này. Đây các bạn vào đây. Thì khi mà chúng ta truy cập vào đây thì ngay lập tức cái trang này nó sẽ cung cấp cho chúng ta biết được là cái máy của chúng ta đang là thuộc IP của quốc gia nào và cái số IP của chúng ta là gì các bạn ha. Ví dụ như hiện tại máy mình đang là IP thuộc quốc gia Việt Nam. Có địa chỉ IP là 14.176.13.293. Rồi, và khi mà các bạn chúng ta mua VPS á, các bạn chúng ta muốn mua VPS của Singapore, mua VPS của USA hay là của một quốc gia nào đó thì chúng ta có thể mua xong và chúng ta trực tiếp kiểm tra ở trên trang whoa.net để chúng ta biết được ngay là cái IP đó có chính xác là thuộc cái quốc gia mà chúng ta đang muốn mua hay không các bạn ha. Rồi, đó là cách mà chúng ta sẽ kiểm tra IP. Một số cái thông số cơ bản nữa ở trên một cái VPS đó chính là CPU core. CPU core này thì nó chính là cái loại xử lý của CPU. Thì mỗi cái server nó sẽ có một cái lượng core nhất định và nó sẽ được chia cho các VPS. Thường thì số lượng core nó càng cao thì khả năng xử lý dữ liệu càng tốt các bạn nhé. Thông số tiếp theo là bandwidth hay là transfer, thì hai từ này có nghĩa là băng thông, là lưu lượng được phép truyền tải dữ liệu đi. Và thông số cuối cùng đó chính là về SSD. SSD tức là ổ cứng bán dẫn, là loại ổ cứng để lưu trữ dữ liệu. Thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm về khái niệm của hai cái dữ liệu này ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta quản lý VPS các bạn ha. Thì khi mà chúng ta thực hiện mua hoặc là thuê một cái máy chủ ảo VPS từ các đơn vị cung cấp á, thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta ba thông số. Thứ nhất là IP. Thứ nhất IP, thứ hai là ID và thứ ba là mật khẩu truy cập. Thì thông qua ba thông số này để mà chúng ta có thể là truy cập vào cũng như là quản lý VPS, và chúng ta sẽ cần một cái phần mềm đó chính là Remote Desktop Connection các bạn ha. Ở trong cái phần mềm này thì các bạn chúng ta sẽ nhập cho mình cái địa chỉ IP vào đây. Đây là địa chỉ IP của mình. Rồi, các bạn nhắm vào đây nha. Sau đó chúng ta sẽ chọn cho mình mục là Connect này. Chúng ta sẽ kết nối. Rồi tiếp theo thì hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta nhập username và password. Ở đây thì mình sẽ nhập username. Rồi. Administrator ha, và password của mình. Thì mình nhắc lại là ba cái thông số này, thứ nhất là địa chỉ IP, thứ hai là ID và mật khẩu, thì chúng ta sẽ được cung cấp khi mà chúng ta thực hiện mua VPS hoặc là thuê VPS từ các cái đơn vị cung cấp các bạn nha. Sau khi mình đã nhập đầy đủ thông số thì các bạn chúng ta sẽ chọn cho mình một OK, chọn Yes các bạn ha. Rồi, như vậy thì đây chính là cái màn hình mà mình đã truy cập vào trong cái VPS của mình. Các bạn thấy rằng đây là VPS mà mình đang sử dụng nhé. Và đây chính là các cái profile mình đã tạo ra. Thì cái giao diện của các máy chủ ảo VPS thì nó cũng tương tự như là các cái máy tính thông thường của chúng ta thôi. Các bạn thấy rằng Windows hiện tại của máy này đã sử dụng là Windows Server 2012 R2 ha. Khi mà chúng ta mua một cái máy chủ VPS mới thì các bạn chúng ta sẽ thực hiện tải cho mình cái Google Chrome này, hoặc là các cái trình duyệt web để mà chúng ta sử dụng như là thông thường. Và trên những cái trình duyệt web này ha, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những cái mục profile mới ở đây để chúng ta có thể là quản lý các tài khoản, quản lý các cái tool phục vụ cho công việc của chúng ta các bạn ha. Rồi thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng trình duyệt web ở trên các VPS đó, thì chúng ta cũng có thể là lướt web thông thường, cũng có thể là xem YouTube. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng VPS đó, máy chủ ảo, thì chúng ta sẽ có một số cái độ giật lag nhất định các bạn nhé. Bởi vì là cấu hình của VPS thì nó sẽ không bằng được cái cấu hình của máy tính vật lý chúng ta, cho nên là nó sẽ chỉ sử dụng dành cho các cái phần mềm mà riêng biệt thôi các bạn ha. Chẳng hạn như là chúng ta muốn quản lý hình ảnh, chúng ta muốn quản lý về website, hay là chúng ta muốn lưu trữ website, quản lý về máy chủ game, chạy các cái tool hoặc là các chương trình kiếm thử, thì chúng ta phù hợp để mà chúng ta sử dụng VPS các bạn nhé.
Còn nếu như mà chúng ta sử dụng VPS mà chúng ta tải quá nhiều cái phần mềm, ví dụ chơi game khác nhau, những phần mềm có cấu hình dung lượng nặng á, thì là VPS của chúng ta sẽ không có thể nào mà chúng ta hoạt động được trơn tru. Và dĩ nhiên thì khi đó các bạn chúng ta sẽ cần phải nâng cấp cái VPS chúng ta lên. Chúng ta sẽ chọn những loại VPS nó có cái dung lượng RAM cao hơn, SSD cao hơn, có cái CPU nó nhiều lõi hơn. Và dĩ nhiên thì cái số tiền thuê của chúng ta nó cũng sẽ tăng lên các bạn nha. Rồi, và chúng ta cũng có thể kiểm tra được cái VPS của chúng ta có IP thuộc đức nào. Chúng ta cũng sẽ truy cập trực tiếp ở trên trang hua.net các bạn nha. Đây, như các bạn thấy thì cái VPS này của mình thì đang là VPS của quốc gia Việt Nam, và đây chính là cái địa chỉ IP của mình ha. Rồi, và đó chính là cách mà chúng ta sẽ truy cập cũng như là sử dụng và quản lý các cái máy chủ ảo VPS của chúng ta. Để mà thoát ra thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào dấu X này, chọn OK. Rồi, OK. OK, như vậy là trong nội dung của video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu và cũng như là giải thích khá là chi tiết cho các bạn về khái niệm của máy chủ ảo VPS là gì, cũng như là các cái thông số và cách để mà chúng ta có thể là quản lý truy cập vào trong các cái máy ảo VPS các bạn nhé. Video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video thì các bạn chúng ta nhớ like và subscribe kênh YouTube này của bọn mình. Cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.